thường. Ở một cái hoàn cảnh nào đó mình yêu người đó thì mình sẽ theo cái cộng đồng đó thôi. Là cả 5 người luôn? Em không biết nữa, thì chắc là vậy. Dạ, tại em cũng thấy mọi người, anh chị em bình đẳng vậy mà. Có nghĩa là mình có cảm xúc với ai thì mình yêu người đấy. Mình thích ai mình yêu thôi, mình đâu quan trọng giới tính nào đâu, cứ quan trọng là mình hạnh phúc và mình thích cái điều đó. Dạ đúng rồi, em còn em không quan trọng giới tính nào, cộng đồng nào hết. Nhưng mà đôi khi em không biết anh chị em có nghĩ giống em không, nên là em cũng không muốn nói nhiều về cuộc sống của những người đó. Rồi bố mẹ em khi mà biết tình yêu của bọn em, bố mẹ em có ý kiến gì không? Lúc hồi nhỏ thì không có tin. Dạ, mà lúc em học cấp 2 thì bắt đầu là biết phản đối. Lúc em học cấp 3 thì biết rồi, không phản đối nữa, nhưng mà trách em. Trách em là giống như tại sao em lại trở thành như vậy, phải có cái chuyện gì đó để em thành như vậy. Mà trong khi ngay từ nhỏ là đã như vậy rồi nhưng mà không tin. Xong rồi không chấp nhận sự thật chứ mà không tin. Tất cả những người trong cộng đồng LGBT là đều có máu trong người, nhưng mà ngay thời điểm thích hợp thì đã bộc phát thôi. Chứ không ai bị lây nhiễm, không ai mà bị tác động cái gì hết. Thật ra thì bây giờ có nhiều cái nguồn thông tin rất là lệch lạc. Giống như là có những người họ thường nói là do hoàn cảnh xã hội hay là do thức ăn, do thực phẩm này nọ các thứ. Nếu mà ai mà gia đình mình sinh ra mà gia đình mình hiểu được đó thì mình đỡ khổ. Em kể chuyện cho thấy em có cái chấm trong đó đó. Đúng như trang cái tên của em luôn. Cái cách em kể chuyện á là em cũng chấm, em chấm từ nãy giờ mà chị anh Tuân mà nhìn mà phẩy theo em. Nhìn mà chị phẩy theo em luôn đó, mà phẩy hoài luôn mà chưa thấy nữa. Đúng rồi, cái tên đặt là ý nghĩa với lại cái tính của em luôn. Là nó cứ là sao? Là em cũng hay chấm đó, em nói chuyện xong em chấm, em ngưng. Chấm ngưng cả. Đó, đúng không? Chứ em không có liên tục. Rồi, không ai với bố mẹ lúc nào nè? Như vậy đó, bắt đầu em năm cấp 2 thì đó, gia đình em bắt đầu là biết, không phản đối nữa, nhưng mà là đổ lỗi cho một cái gì đó. Khi em học cấp 3 thì cũng như vậy, nhưng mà không nói tới em. Xong rồi tới khi mà em ra trường đó, thì lúc đó em thực sự là em bị bất lực á. Em bị bất lực đó. Vì sao em? Anh, là bởi vì khi mà em sống trong trường á, em cái môi trường nó dù sao nó cũng có những cái người giống như em. Em có nhóm, em cũng nổi trong trường, em cũng hot, trời ơi, cũng được nhiều người thích. Xong rồi mình cũng được gia đình cho tiền để đi học, ăn xài, mua đồ. Mình cũng có tiền để chi cho bạn gái, bạn bè, xong rồi cũng cà phê cái kiểu, cho mình cũng khôn ngầu. Xong rồi tự nhiên mình ra trường á, nhưng khi mà ra một cái xã hội nó quá lớn thì nó sẽ có những cái biến đổi. Có những người bạn của em thì nó vẫn rất là man, còn tự nhiên có những người bạn giống em tự nhiên á, nó quen con trai. Nữ còn là có để tóc dài nữ tính lại luôn hả? Dạ đúng rồi, để tóc dài nữ tính lại luôn. Xong rồi tự nhiên em cảm thấy, em xin chào chị Khánh Chi với lại anh Minh Tuân. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em nhé. Em tên thật là Phan Như Phương Anh. Ủa, Phan Như Phương Anh hả? Dạ, Phan Như Phương Anh. Phan Như Phương Anh. Dạ. Ủa, chị tưởng bạn là gay đúng không? Chị tưởng là gay. Trời ơi, Phan Như Phương Anh hả cưng? Dạ. Trời ơi. À vậy là em là chuyển giới nam đúng không? Dạ, em chuyển giới nam. Chuyển giới nam. Cái tên chuyển giới của em là gì nhỉ? Tên chuyển giới trai của em tên gì? Em không có định, em không có định nghĩa cái tên đó là qua là trai hay là như thế nào. Ok. À, em vẫn lấy cái tên. Em thích một cái tên và em cái tên đó cho em. Là tên gì? Tên dạ, tên là tên là Chấm. À, tên Chấm. Dạ. Còn tên anh là Phẩy nè. Chấm Phẩy. Chị là Cộng. Rồi vì sao em đặt tên em là Chấm? Em tên là Chấm bởi vì cuộc đời của em nó có nhiều. Cuộc đời của em chấm nhiều phải không? Dạ đúng rồi, em đặt một cái tên Chấm là bởi vì cuộc đời em nó giống như chấm chấm chấm, sẽ không có đoán được như vậy. Bởi vì cái cuộc sống của em thích nó trừu tượng. Bây nào thì em đặt một cái hình tượng cho bản thân mình, nhưng mà sau đó thì em cảm thấy là nếu như mà hình tượng quá thì mình không có được sống thật, giống như mình đi theo một cái khuôn mà đôi khi mình không có thật nữa. Nên là em muốn trừu tượng một tí xíu, giống như là chấm, giống như là mình sẽ không đoán được mình sẽ thành một cái gì đó đâu. Cái tên của em chỉ đơn giản là Chấm thôi, hay là Nguyễn Văn Chấm hay là cái gì Chấm mà? Dạ, cái tên của em nó dài. Dài xong đọc ra hết nhưng tự nhiên hỏi nó con chữ Chấm. Dạ, cái tên này là, bây giờ em đọc là Show's Is Back, Please Go Galaxy Fan.
gì mà dài quá trời vậy? Đã tiếng Anh mà còn dài mà nhớ cưng. Dạ đúng rồi, nó dài vậy. Nó có nghĩa là gì em? Chữ Josh có nghĩa là cái tên là tiếng Anh mà tên mà em thấy là Josh. 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 Xong rồi thêm ES nữa. Bởi vì em luôn luôn phải tĩnh tâm lại để cảm nhận bản thân mình, hơi thở của chính mình á, e sao. Josh thì là BAB là Brand and Body. Rồi có chữ H nữa là Heart, là Brand, Body and Heart. Ờ, à, là trí óc, cơ thể và trái tim. Dạ. Josh is bad. Cái tên nhưng mà dài quá trời quá đất. Ừ. Em cũng thấy hài nên là em sợ mọi người. Nhưng mà nhiều khi em chia sẻ người ta kêu cái tên dài quá người ta không nhớ đâu. Dạ đúng rồi. Mà nhiều người á, người ta thấy vui xong rồi người ta làm em thành giống như hài á chị. Giống như là hài hước á chứ mẹ á. Thôi em thấy hề quá. Em thấy nếu mà hề quá vậy thì cũng không được. Nên là cuối cùng là em mới lấy là thôi đọc chấm đi. Ví dụ ai hỏi mình kêu mình tên chấm xong. À. Ủa còn đoạn sau nữa thì là Lisco Galaxy hả? Bác Lisco, Lee là Libra, Libra là cung thiên bình. Bình. Scorpio là Lee, Lisco, Score là Scorpio. Scorpio là bò sao cạp. Bò cạp. Mà em là sao kim của em là sao thần nông. Em bao nhiêu tuổi rồi chấm? Dạ em 26 tuổi. 26 tuổi. Yeah. Và công việc hiện tại của em là gì? Dạ, hiện tại em chạy rap. Oh, chạy rap mà phong cách dữ dội vậy đó. Thời trang quá trời luôn. Bình thường chạy rap là mình vẫn mặc đồ này xong mình khoác thêm cái áo rap vào là xong à? Bình thường thì em mặc áo thun với là quần jean thôi, xong rồi em khoác áo rap vô. Còn mặc cái này thì thường giống như là em đi ăn á, em đi ăn bình thường em cũng mặc. Em chạy rap á, khách hàng có hỏi về em không? Dạ có, trời ơi. Ta hỏi sao cưng? Nhiều lắm chị. Ví dụ như là hôm qua đi em chở rap, xong rồi em rước bạn đó, cái bạn đó lên xe, cái bạn đó cũng gọi bằng anh. Xong rồi hồi bạn nó hỏi là không biết anh nhiêu tuổi, cái em mới kêu 94. Xong rồi kêu anh tên gì vậy? À anh tên chấm. Ủa sao em thấy trên điện thoại của anh tên là Phai Như Phương Anh. Trời, nhìn nó trên hình như con trai, anh như con gái vậy đó. Em cứ tưởng con gái mà gặp anh em mới thấy con trai. Em cười. Ừ thì con trai mà. Ở trên hình anh là con gái. Anh là con trai nhưng mà tên anh tên giống tên con gái. Ừ thì anh là con gái mà anh chuyển giới thành con trai. Kìa. Ủa vậy hả? Ồ, à vậy hả? Xong rồi bạn đó có vẻ khác khác đi chút. Thấy lạ chắc là bạn thấy lạ hả chị? Lạ nhưng mà ý là bạn đấy thấy khác đó. Là cũng bất ngờ đó. Có nghĩa là bạn đấy gần gũi hơn hay là bạn đấy bắt đầu hơi ngại ngại mình ấy? Dạ hơi ngại. À, hơi ngại ngại nhưng mà không phải tiêu cực anh, mà hơi ngại ngại kiểu như à, hơi ngại kiểu là con trai với con gái đang nói chuyện kiểu đó đúng không? Dạ đúng rồi đúng rồi. Kiểu như okay, tự nhiên khi biết em là con trai thì bạn đó là con gái thì bạn nghe e ngại. Dạ ban đầu thì bạn nó nghĩ là con trai, xong rồi bạn nó biết em là con gái chuyển thành con trai, xong rồi bạn nó mới hơi ngại ngại. Hơi ngại một tí đó. Thấy lạ lạ em quá nghĩ là ban đầu á bạn nó nghĩ á, bạn nó nghĩ em là con trai nên là có một cái gì nó hơi thu hút. À. Sau khi mà biết em là con gái mà chuyển thành con trai thì có cái gì nó ngại ngại không biết phải đối xử như thế nào. Em cũng gặp nhiều người rồi, ban đầu nghĩ em là con trai mà sau khi mà biết em là từ con gái chuyển sang thì người ta có gì đó người ta gọi là hơi bị thất vọng á chị. Nhưng mà người ta vẫn có một cái gì đó kiểu như thích nói chuyện với mình nhưng mà người ta có một cái gì đó thất vọng nhẹ. Chưa chắc là thất vọng đâu, nhiều khi người ta bất ngờ thôi, tại vì mới gặp nhau có gì đâu mà thất vọng. Không, em nghĩ cái thất vọng ở đây có nghĩa là một cái người như vậy thì không biết khi mà mình nói chuyện thêm á thì cái cách người ta mà đỡ mình á, giống như đỡ trong từng câu nói nào có ga lăng như một người con trai không, hay là người ta sẽ chém mình lại như vậy đó. Có nhiều bạn giống như em nhưng mà người ta không có chiều con gái, ví dụ con gái mà nói gì người ta sẽ bực lại liền như vậy. Nên em nghĩ là bạn đó bạn cảm giác của bạn. Cho anh hỏi là cái ngoại hình của chấm á, nó nam tính như vậy từ lúc còn bé hả? Hay là mới gần đây thôi? Ngoại hình của em thì hồi nhỏ thì em cá tính rồi. Tới lớn lên á, khi mà em bị áp lực từ gia đình nên là em vẫn để tóc dài. Nói chung là em sợ bố mẹ lắm. Hồi nhỏ em sợ bố mẹ lắm. Nên là cái phong cách của em là có ảnh hưởng để tóc dài nè. Em có cảm giác là mình khác cái gì không mà em lại phải sợ bố mẹ? Dạ có, em có cảm giác em khác. Mà em muốn bộc lộ lắm mà. Nhưng mà em cảm thấy là bố em không thích. Mà bố em là chuyên gia đánh em luôn. Nhưng mà để tóc dài là ba mẹ bắt để hả? Dạ đúng rồi, bắt để. Nhưng mà em có muốn để không? Em khóc, em gào như điên luôn á. Nhưng mà phải để. Em bị mẹ đánh hoài gì? Hồi nhỏ em bị mẹ đánh hoài. Nhiều khi chương trình này em cũng dám cho mẹ coi. Sao nhà cưng? Tại vì em biết là mẹ không thích đâu. Tại vì những cái chia sẻ của em á, em chia sẻ nó thật quá. Tại vì ngay từ ở nhà em cũng chia sẻ như vậy á mà em bị cự luôn. Là từ bé em sống với bố mẹ em hả?
Hồi bé em sống với bố mẹ em, nhưng mà lúc mà em vừa sinh ra thì em sống với dì của em. Ủa, tại sao sống với dì? Dạ, tại vì hồi nhỏ là em nghe kể lại thôi, nhưng mà thật sự là em thương dì em á, em không có tình cảm với bố mẹ em luôn. Em sợ em có cảm giác giống như em phản bội bố mẹ em. Chắc là em ở với dì em từ nhỏ à? Em ở từ lúc mà em mới sinh ra luôn. À, vậy là ba mẹ gửi cho dì giữ luôn à? Hồi nhỏ em sống với lại dì của em thì em hạnh phúc lắm kìa. Em ở với dì em từ lúc em bao nhiêu tháng tuổi? Dì em nói là dì nuôi em từ hồi 3 tháng. 3 tháng. Là dì nói là em mà lúc đẻ em ra, mẹ kể lại là lúc mà đẻ em ra là em đã rất là khó sinh ra rồi. Lúc mà đẻ em ra là mẹ đau mà mẹ khóc các kiểu mà em cứ không ra. Xong cuối cùng lâu thì là lâu em mới chịu ra, mà trong khi những anh chị em khác của em mẹ đẻ cái mụn ra. Thì tới bệnh viện xong là đẻ ra, còn em là chờ cả mấy tiếng đồng hồ không ra. Xong mẹ nói mẹ ớn luôn. Xong rồi lúc mà đẻ em ra thì em lại không hạp với gia đình, xong rồi em khóc hoài à. Không có nín. Vì em nói là em khóc hoài không có nín. Xong rồi khi mà dì em đến á thì tự nhiên em nhìn dì em, xong rồi em cười. Xong rồi mẹ mới kêu thôi bê bồng nó thử coi. Kêu bồng cái cười. Cười xong rồi kêu thôi mày giữ nó mày nuôi thử. Với nhau luôn đó. Dạ. Giữ xong rồi nuôi em tới lớn 5-6 tuổi luôn. Rồi em thương dì em, trời ơi em thương. Mà dì em bị cái hay lừa em lắm chị. Mà cái cảm xúc đó làm cho em buồn. Lừa như thế nào? Lừa gì cưng? Lừa như là tại vì em thương dì em lắm, mà dì em hay lừa em kiểu nè. Nếu là em không muốn về nhà bố mẹ, mà dì em cứ mua quà cho em, xong rồi dắt em đi ăn, xong rồi chở em về nhà của bố mẹ, xong rồi kêu nè con ngồi đây con tô đi, con vẽ đi, mẹ ra ngoài mẹ chơi với mẹ chơi chút xíu rồi mẹ vô mẹ đón hai mẹ con mình về nhà. Là em lo em vẽ xong rồi hồi em ngủ luôn, em tỉnh dậy cái em nói là ủa mẹ về rồi, xong rồi đi rồi, mẹ em đi rồi, xong rồi mấy tháng sau mới quay lại rước em, mà lúc nào cũng như vậy là đưa về nhà bố mẹ đẻ của em. Dạ, giống như để em quen hơi lại của gia đình em ta. Nhưng mà em buồn, em khóc. Rồi có một lần dì em để em lại tới mấy năm luôn, dì em đi nước ngoài xong rồi dì em mới về. Là sau kỳ đó là em có khoảng cách với dì em. Mà là, em là em thấy bị tổn thương hả? Dạ đúng rồi, em bị tổn thương, em khóc. Em vì nhớ là em muốn em thương ba mẹ em đó. Tại vì dù sao nữa em cũng là con của ba mẹ. Từ ngay lúc nhỏ em không có hình thành được cái suy nghĩ như vậy. Mà em cảm thấy em tổn thương. Em hay trốn ở trong phòng tối xong rồi em khóc. Rồi em nhớ dì, xong rồi dì về cái trời cảm thấy vui đó, nhưng mà em cảm thấy nó xa cách đó. Và em cũng không có chia sẻ được với ai hết, tại vì mẹ em lại không thích em quá là thương dì. Nhưng mà em có hỏi dì là tại sao lại làm như vậy với em? Có. Xong rồi dì em hay vậy nè. Trời ơi dì, thì dì bận mà. Dì bận mà nên dì phải đi, xong rồi giờ dì cũng về với con nè. Xong rồi nói nhưng mà cảm thấy nó rộng á. Thế như đó chỉ là một cái hành vi. Tại vì dù sao đi nữa, dì cũng là dì của em thôi, chứ không phải là mẹ ruột. Dì em cũng phải có những cái công việc riêng, cái cuộc sống riêng. Cứ hiểu không? Đâu ra dì em phải gửi lại cho ba mẹ. Và dì em cũng phải có cái hạnh phúc riêng của dì em. Dạ cũng đúng. Như nếu mà lo cho em hoài thì biết đâu dì em lại không có chồng làm sao, đúng không? Tại vì kêu bằng mẹ mà, nhìn vô người ta tưởng là mẹ con ruột. Khi gửi em rồi lại là dì em có gia đình đúng không? À, dì em đã có chồng rồi. À, có nhưng trước mà chưa có con. Nhưng mà sau khi gửi em lại thì sau đó vài năm sau thì mới có con. Cái đó mình thông cảm. Với là một người lớn, ví dụ nói là bây giờ mẹ phải chuẩn bị có em bé rồi, mẹ phải dành thời gian cho em bé, mẹ không có nhiều thời gian cho con được nữa. Để nói ra câu đấy rất là khó. Đúng rồi, sao em rất buồn. Là khó, tại vì sợ tổn thương cái đứa bé đó. Đứa bé mày gì sinh ra? Em á, sợ em tổn thương đó. Em á. Bây giờ em hiểu được thì em sẽ lại thông cảm thương gì nhiều hơn. Có thể em thấy thương gì? Em phải hiểu cho gì em nhiều á. À, ngày xưa gì em đã lo cho em bao nhiêu năm rồi. Đến lúc gì cũng phải có con riêng. Rồi gia đình em có bao nhiêu anh chị em? Dạ 5 anh chị em. 5. Có người nào trong cộng đồng của mình nữa không? À, ngoài em ra thì mấy người còn lại thì cũng có quen giống em, nhưng mà rồi cũng có quen lại trai thẳng. Nên là em nghĩ là chắc là bisexual. À bisexual. Thấy nói chuyện gặp người. Em nghĩ là bình đẳng thì quen trai hay quen gái hay là trong cộng đồng thì cũng bình thường. Ở một cái hoàn cảnh nào đó mình yêu người đó thì mình sẽ theo cái cộng đồng đó thôi. Là cả 5 người luôn? Em không biết nữa thì chắc là vậy. Dạ, tại em cũng thấy mọi người anh chị em bình đẳng vậy mà. Có nghĩa là mình có cảm xúc với ai thì mình yêu người đấy. Mình thích ai mình yêu thôi, mình đâu quan trọng giới tính nào cơ. Quan trọng là mình hạnh phúc và mình thích cái điều đó. Dạ đúng rồi, em còn em không quan trọng giới tính nào cộng đồng nào hết. Nhưng mà đôi khi em không biết anh chị em có nghĩ giống em không, nên là em cũng không muốn nói nhiều về cuộc sống của những người đó.
Rồi bố mẹ em khi mà biết tình yêu của bọn em, bố mẹ em có ý kiến gì không? Lúc hồi nhỏ thì không có tin. À. Dạ. Mà lúc em học cấp 2 á, thì bắt đầu là biết phản đối. Lúc em học cấp 3 á, thì biết rồi, không phản đối nữa, nhưng mà trách em. Trách em là giống như tại sao em lại trở thành như vậy, phải có cái chuyện gì đó để em thành như vậy. Mà trong khi ngay từ nhỏ là đã như vậy rồi nhưng mà không tin. Xong rồi không chấp nhận sự thật chứ mà là không tin. À. Tất cả những người trong cộng đồng LGBT là đều có máu trong người, nhưng mà ngay thời điểm thích hợp thì đã bộc phát thôi. Chúng ai bị lây nhiễm, không ai mà bị mà tác động cái gì hết. Thật ra thì bây giờ có nhiều cái nguồn thông tin rất là lệch lạc, giống như là có những người họ thường nói là do hoàn cảnh xã hội hay là do thức ăn, do thực phẩm này nọ các thứ. Nếu mà ai mà gia đình mình sinh ra mà gia đình mình hiểu được đó thì mình đỡ khổ. Em kể chuyện cho thấy em có cái chấm trong đó đó. Đúng như trang cái tên của em luôn. Cái cách em kể chuyện á là em cũng chấm, em chấm từ nãy giờ mà chị anh Tuân mà nhìn gì mà phẩy theo em. Nhìn mà chị phẩy theo em luôn đó, mà phẩy hoài luôn mà chưa thấy nữa. Đúng rồi, cái tên đặt là ý nghĩa với là cái tính của em luôn. Là nó cứ làm sao? Là em cũng hay chấm đó, em nói chuyện xong em chấm, em ngưng. Chấm ngưng cái. Đó, không? Chứ em không có liên tục. Rồi, không với bố mẹ lúc nào nào? Như vậy đó, bắt đầu em năm cấp 2 thì... Đó, gia đình em bắt đầu biết, không phản đối nữa, nhưng mà là đổ lỗi cho một cái gì đó. Khi em học cấp 3 thì... cũng như vậy nhưng mà không nói tới em. Xong rồi cho tới khi mà em ra trường đó thì đó, em thực sự là em bị bất lực á. Em bị bất lực đó. Vì sao em? Anh được. Là bởi vì khi mà em sống trong trường á, em cái môi trường nó dù sao nó cũng có những cái người giống như em. À. Em có nhóm, em cũng nổi trong trường. Em cũng hot, trời cũng được nhiều người thích. Xong rồi mình cũng được gia đình cho tiền để đi học, ăn xài, mua đồ. Thế là mình cũng có tiền để chi cho bạn gái, bạn bè. Xong rồi cũng cà phê cái kiểu, cho mình cũng khô ngầu. Xong rồi tự nhiên mình ra trường á. Nhưng mà khi mà ra một cái xã hội nó quá lớn thì nó sẽ có những cái biến đổi. Có những người bạn của em thì nó vẫn rất là man. Còn tự nhiên có những người bạn giống em tự nhiên á, nó quen con trai. Nữ là có để tóc dài nữ tính lại luôn hả? Dạ đúng rồi, để tóc dài nữ tính lại luôn. Xong rồi tự nhiên em cảm thấy em bối rối. Lúc đó em bị bối rối, thật sự em bối rối. Tự nhiên ra một cái cộng đồng nó quá lớn, nó ảnh hưởng mình nữa. Xong rồi lúc đó thì em biết là em vẫn yêu con gái, nhưng mà cái cảm xúc của em nó lung lay đó mà. Tự nhiên mình cũng có cảm giác là mình muốn làm con gái vậy đó. Và mình cũng có cảm giác mình là man, mình không được như vậy rồi. Tự nhiên mình cảm thấy ghê tởm mình lắm. Xong rồi gia đình em muốn em đã tóc dài. Em nghĩ là bây giờ quyết định một cú luôn. Đó là bây giờ làm con gái luôn. Nhưng mà nếu mà một khi đã không làm được á, mình mà quay trở lại, mình sẽ không bao giờ để tóc dài. Em để tóc dài xong rồi em đi hát, nhưng mà em đau khổ lắm chị. Ai cũng tưởng em bê đê để tóc dài. Em mà bước vô cái sân khấu á, ai cũng kêu bê đê như vậy. Nhưng mà có thời gian đầu lúc mà em mới để tóc dài. Mà tại sao em để tóc dài lại? Tại vì em muốn kiểm tra lại đúng không? Dạ em muốn kiểm tra. Một lần nữa coi cái giới tính mình chính xác như thế nào đúng không? Dạ đúng rồi. Em để tóc dài lại, em thấy em cũng đẹp, em cũng xinh, em cũng vui. Rồi có quen thử bằng trai không? Em cũng gần gũi thôi chứ không có quen thử. Tại vì em không thích. Em cũng là một cái người mà tham vọng lớn lắm chị. Giống như là hồi đó khi mà em đi hát á, em muốn phải biết nhiều người giống vậy á. Xong rồi em cảm thấy là em bị lung lay lắm. Tại em thấy ai cũng dễ thương hết á. Từ trai, gái, ô môi, bê đê, ai cũng dễ thương. Mà sao em có nhiều cảm xúc quá. Xong rồi em mới muốn để lại tóc dài như bố mẹ muốn nữa. Tại vì bố mẹ ngày nào cũng ghim vô đầu em đó là để tóc dài lại đi. Mày đẹp gái như vậy mà, công chúa của bố các kiểu. Thôi cứ để tóc dài thôi chứ em không có thích con trai nha. Em thấy em đẹp. Mà xong rồi em thấy ghê cái gì á. Mỗi lần em mặc đạp vô em thấy ghê. Không phải là mình đúng không? Dạ đúng rồi, không phải là mình. Mà em nhìn cái mặt của em trời sao nó xinh thế. Nó xinh dễ sợ luôn đó. Em cứ chụp hình đi ngoài chụp hình. Trời em thích dễ sợ nhưng mà em lại không thích mặc đồng. Em lại mặc áo thun, mặc quần jean cái kiểu. Mặc áo mà vest hay là áo vest mà kiểu mà rock. Tới một thời gian em chịu không nổi đó. Em thấy em nhục á. Em đi đâu mà em bị gạ cái trời ơi. Khó chịu phải không? Dạ em khó chịu mà em có thể hiện lại luôn à. Ê được nha.
tao điên nha, mẹ á. Mẹ em bảo là khiếp. Mẹ em bảo là khiếp. Mày là con gái mà sao mày ghê vậy? Gái gì? Tao nói anh em nha mày. Mà mẹ em hay gây áp lực cho em lắm. Nên là em nghĩ thôi về thôi. Mệt quá. Giờ để cho mình yên bình, cái mình đã quá là bất lực nữa, mình đã thử như vậy rồi. Giờ còn mình thể hiện lại cái cảm xúc của mình là mình không thích mà mình còn bị chửi nữa. Thôi im. Xong rồi em có thích một em gái kia, em stuck luôn. Em đi theo nó luôn. Ở bên cạnh nó một thời gian dài chứ chăm lo mình được cảm giác mình giống như một người con trai, mình lo cho nó, nhưng mình để tóc dài. Xong rồi đôi khi mình cũng bị mẹ bắt mặt đầm đi hát, nhưng mà cái thời gian đó là nhiều năm sau chị, là bắt đầu em đã khi mà có một thời gian là em đã để tóc dài đúng không, nhưng mà em không thích mặc đầm, cái kiểu em vẫn mặc áo thun nè. Xong rồi có một thời gian sau lại bắt mặc đầm tiếp, giờ em giống như BD luôn á chị. Em mặc đầm không? Em mặc đầm, em ngồi mặc đầm luôn hả? Mặc đầm luôn rồi, tại vì mẹ em là một người mặc đầm mà ngồi men cái gì cưng. Em không chịu được thì cưng chéo vậy đi. Trời không, em không chịu được, nhập gia tùy tục đi. Em không nhập được luôn, em không nhập được nữa. Em trời ngồi vậy luôn, em mặc đầm, em ngồi. Trời ơi, lúc lên hát mà em khóc vậy nè, Xong mẹ em kêu không đẹp mà, trời ơi, em nghe xong đi ngơ nữa. Mẹ tại vì em thích hát quá chị. Với lại một điều nữa là gia đình em cực kỳ là giống như thao túng suy nghĩ ấy chị. Em nói là em phải ấp ủ một cái nội lực của em để em nói trở lại. Bà cô gì chú bác hay mẹ nói bất cứ cái gì á, bất cứ một cái gì á, thì đó là chuyện của mọi người, không liên quan gì tới cuộc sống của em hết. Em không hát nữa. Khi mà em tham gia chương trình đó xong là em không hát nữa. Em nói với bản thân em, nếu mà còn mặc đầm mà để tóc dài cái kiểu này nữa, thôi đừng hát nữa, dẹp luôn cái nghiệp này đi. Thà đi làm bình thường, làm văn phòng, chạy rap hay lúc đó chưa có rap. Mà em định hình trong đầu sẽ có một cái công việc mà không liên quan tới nghệ thuật, không liên quan tới cảm xúc nữa. Tại vì đâu ai quan tâm cảm xúc em đâu. Em sẽ không cần cảm xúc nữa. Xong rồi em làm được chị. Ngày mà em comeback trở lại, trời ơi, gia đình của em giống như bắt nó phải mặc đầm, bắt nó phải để tóc dài. Không ai làm được hết. Em chỉ nói một câu thôi, muốn để tóc dài thì cậu để tóc dài đi, hay là cô muốn mặc đầm thì cô cứ mặc đầm, có liên quan gì con. Sau rồi bố em nói, ồ gì bố muốn con để tóc dài thì con không thấy hạnh phúc nữa, bố thử mặc đầm đi, bố thử để tóc dài đi, ngươi muốn làm con trai mà tự nhiên bây giờ kêu để tóc dài chứ mặc đầm, bố có hiểu cho cảm xúc của con. Bây giờ ai muốn làm gì thì cứ áp đặt lên bản thân, cứ làm đi coi hạnh phúc không thì cứ sống đi, còn giờ con đang hạnh phúc vậy mà tự nhiên kêu con gì nữa. Giờ không ai nói gì em. Em Vân ấy, anh rất là thắc mắc về cái việc em đi hát đó, chấm. Em hát theo nghề mà đi hát mà bị. Đó bây giờ ngoại hình rất là đẹp trai như thế này, thử hát một bài ngon nghẻ xem nào. Anh cao. Thì em luôn. Mình là mình thích đi hát. Mình muốn làm ca sĩ nên mình ngồi đây tính. Hát nhiều người nghe lắm luôn. Chấm đó, đang chấm đó. Đó. Bé này dễ thương thiệt luôn, thật sự nó có một cái màu rất là dễ thương. Kiểu con trai chị nói thật sự, từ lúc mà quay Come Out đến giờ gần 100 tập rồi, em là một người dẫn chuyện nó lạ lùng nhất. Mà nó chậm mà nó rất là lôi cuốn mà rất là dễ thương. Chứ thường thường mà chậm cái này là chị ngủ đó. Chậm cái này là chị ngủ đó. Chị nói thiệt. Mà cưng có cái rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Rồi giờ chấm tiếp nha. Rồi hát nào. Hát đi, hát tặng chị nha. Anh Tuân một vài câu cũng được. Em hát một bài. Chấm. Hát đi cưng, chị chấm sẵn cho nó. Em sẽ hát một bài. Ok. Thoải mái, cưng cứ thoải mái đi. Thoải mái ha chị. Cảm xúc thoải mái, không, mình không phải là trình diễn trên sân khấu, không có gì phải áp lực. Dạ, không áp lực. Ngọn đèn đường, nói nếu ta không nắm chặt người sẽ lại buông. Chỉ là ta buồn ta chẳng thể một lần rơi xa vì ta còn thương. Thả vào thanh xuân chút nhớ, thả vào hư vô chút thương. Thả vào tim ta bao suy tư, màu mắt còn vương hầu. Thả vào cơn đau chút lắng sau, thả vào cơn mưa đêm mãi về sau. Để ta biết ta vẫn và sẽ muôn đời còn nhau. Hay quá, rất là tình cảm, rất là có hồn. Bây giờ mình nói về tình yêu đi ha. Chị thắc mắc và tò mò về chuyện tình yêu của em nha.
cái người yêu mà chấm đi theo luôn đó. Cái cơ đó đó. Thôi em không kể đâu chị. Trời ơi, tự nhiên không kể là sao? Cũng mà được. Dù nó đẹp nhưng mà đẹp mình phải kể chứ cơ. Một khi mà nó đẹp mà một khi nó mất rồi đó chị. Thì nó thật. Nên là không kể. Anh gì em muốn kể mối tình nào thì em kể đi. Cái mối tình cũng đẹp đẹp của em là hồi mà em học cấp 3, vừa lên cấp 3 học lớp 10. Mà ngày xưa em chuyên gia đi dược bộ. Nani? Em bị đánh hoài à. Mới gần đây nó sẽ bị đánh tiếp. Em rút kinh nghiệm ở một điều đó là mình dược bộ người ta cho tới khi mà mình thương cái người là cái người em đi theo á, sau này em bị dược. Gọi là cái trải nghiệm, nghiệp đó cưng. Nghiệp đó chị. Quả máu. Nên là em không dám nữa. Nhưng mà khi mà em giật là em có biết người ta có bồ rồi chưa? Em nghĩ là tán tỉnh thôi mà. Em nghĩ là mọi người đang tán tỉnh nhau mà. Em đang tán bạn đó rồi có đứa khác tán bạn đó. Nghĩ đơn giản vậy đó hả? Sao mà không tìm hiểu kỹ? Cái mà anh Tuân đang hỏi là một cái người mà em chỉ thích thôi. Nhưng mà kiểu như em cũng háo. Em thấy nó đẹp quá, em cũng hám hám. Háo sắc nó. Xong rồi em không trách nhiệm với nó, em chỉ thích nó thôi. Xong cứ lẻo đẻo theo nó thôi. Nhưng mà em biết người ta có người yêu chưa? Em biết là nó có người yêu mà hay chia tay đó. Chia tay xong quay lại, chia tay xong quay lại. Thế là em nhảy vô, thế là em bị cắn. Thế là em bị cắn. Em đòi em bị đập nữa chứ. Còn đòi bị đánh nữa. Xong rồi cái lúc mà em có người yêu xong rồi tự nhiên có đứa ở đầu nó nhảy vô nữa. Em cũng người yêu em với em chia tay qua chia tay lại xong rồi quay lại rồi chia tay rồi chia tay nè. Thì có đứa nhảy vô bắt người yêu đi luôn thì. Xong người yêu em đầu em về em cũng quay về nữa. Đau quá, tổng thương. Rồi bây giờ kể chuyện tình yêu lớp 10 của em xem nào. Em kể vui vui vậy chứ cái lúc mà hoàn cảnh mà em sống trong nó đau lắm. Chị hiểu không? Chị đang gắn hiểu. Thường á, mà mình kể á, mà mình càng cười á thì trong lòng nó càng rất là đau. Chị cảm nhận được cái nụ cười của em. Em thích con gái là em thích từ nhỏ rồi. Em quen á, mà em quen giấu giấu mà cũng vui lắm. Cũng là năm cấp 3. Em không biết phải kể sao ta. Tại vì cái cảm xúc thì là gặp nhau như thế nào thì có làm sao mình kể vậy đâu. Em gặp cái bạn đó xong rồi em thích bạn đó. Xong rồi mắc cười đó. Em đeo theo bạn đó xong rồi nó kêu tôi ghét Omo lắm nha. Rồi em cười. Em cười hả? Em kêu ghét Omo lắm hả? Sao em nói là ghét của nào trời cho của đó. Có chị nhưng mà mấy bữa tôi mới nói mà. Đi ra nha biến. Ngày nào em gặp nó là em cũng đi theo nó. Xong rồi em kêu cho uống miếng nước đi. Biến. Mà cái dòng biến vậy mà hay dính nó nào không ăn. Dạ đúng rồi. Em cứ đi theo vậy đó xong rồi. Có hôm em thấy bạn nó ngồi ăn mì ở dưới canteen. Bạn nó ngồi với bạn của bạn đó. Xong rồi em mới đi vô kêu trời ăn mì luôn, ngon quá. Thôi giàu quá ha. Thôi kêu trời mì có 7,000 là gì giàu. Cháu không có tiền ăn mì luôn cho xin 7,000 đi. Thôi kêu thôi ghê quá đi biến. Em mới đi ra em mua ly mì. Cái đi vô em ngồi em ăn. Ăn chung vậy đó, xong rồi tới giờ đi lên lớp á. Bạn đó lên lớp á, em đi lên lớp theo. Mà hồi đó em tán em thấy, em nghĩ là em thấy hơi vô duyên. Không phải hơi vô duyên mà nó hơi chưa biết cách tán hả? Hơi sổ sàng hả? À hơi sổ sàng, anh nói đúng nhỉ, hơi sổ sàng, cái kiểu hơi sổ sàng á chị. Bây giờ mà tán em nói tiếng vô đây ăn mì. Trời bây giờ em ăn mì em. Ăn anh nè. Không, anh mời em đi ăn sushi. Dễ thương quá chị. Ăn đồ hàng, bây giờ em ăn mì, trời. Hồi đó thôi, chứ giờ mà em là người crush của em sượng, em không thích em. Bây thích. Giờ là trưởng thành rồi phải không? Dạ đúng rồi, bây giờ trưởng thành. Ngày Noel á, tớ sẽ tặng cho cậu một tấm thiệp. Nó kêu tấm thiệp gì, đó là cũng hơi hơi thích em rồi, hơi hơi thích. Là đã qua rất là nhiều tuần rồi, tại vì rồi có một lần nữa nè, có một cái bạn mà thích bạn đó cực kỳ luôn, bự con nha. Mà kiểu chùm trường với mẹ, gần gần chùm trường ở chơi với mấy người chùm trường. Thế kìa, đừng có chơi với Phương Anh. Nó là ô môi đó. Cái thằng đó hồi đó nó thích em mà em không thích nó. Xong rồi em cũng kể nó luôn. Cái bạn mà em đang thích đó, đúng đó, đó. Tự nhiên cái bạn này quay qua bên em. Ủa giá thích. Ủa ô môi thì sao cũng là con người với bộ là gì chửi người ta. Trời em đang chơi đá cầu. Vừa nghe xong cái lúc đó em hay biểu diễn đó, vừa nghe xong. Em cầm trái cầu lên. Thế kìa, giá. Trời bụng rủng lắm mà thấy không. Rồi bạn đó đi lại đây. Rồi dính. Dính. Rồi tình yêu thời trẻ trâu là vậy nhá. Còn cái thời trưởng thành của chấm như nào? Hiện tại. Hiện tại nè. Bây giờ em có người yêu rồi mà đúng không? Dạ em có crush. Em đang có crush. Bây giờ em quen trưởng thành lắm. Thế là em quen em hay nói chuyện giống như là em dậy chưa, em đi học chưa. Xong rồi anh qua nhà em chơi được không? Xong rồi nó hay gửi mấy cái món quà mà nó thích á. Có tiền thì em mua xong rồi em đem mà
em ơi cái này nè anh mua nha, còn cái này anh đưa tiền cho em tự mua nha. Wow. Đi chơi với bạn thì em sẽ hỏi là ủa em đi chơi với bạn hả, ủa mà bạn nó có thích em không? Kêu không, bạn nó không thích em, chở chị em mà. Ờ à, thì chị em đi chơi cho vui nha. Đang tìm hiểu hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà được bao lâu rồi? Dạ 2 tháng mấy. Rồi em có dự định tương lai gì không? Chấm nữa. Dự định tương lai thì em có, nhưng mà em thấy nó hơi xa. Nhưng mà vẫn đâu. Có một ước mơ. Ừ, nó vẫn là một dự định mà. Hồi đó em nghĩ là em học thiết kế đồ họa. Em học cho xong rồi em ra ngoài đi làm thiết kế đồ họa, tháng được 10 mấy 20 triệu. Mà em học nửa chừng xong em nghĩ nên là giờ em thiết kế cũng được nhưng mà nó không có chuyên nghiệp. Em cảm giác hơi buồn. Còn cái ước mơ của em là em ước gì em có tiền để em mua một căn nhà xây theo cái cách mà mình muốn. Mua một chiếc xe hơi, một chiếc mô tô. Có tiền nhiều để lo cho người yêu. Dạ, lo cho người yêu. Xong rồi em muốn có tiền để mở một cái tiệm để kinh doanh. Mà em muốn nó thực sự là ổn định, nó vững. Giống như là em muốn nó phải là từ em, từ cái nền tảng của em đi ra. Chứ đừng có ai phụ giúp em. Bởi vì người ta phụ giúp mình đôi khi sau này không có người ta bên cạnh, mình sẽ bị mất đi một cái chỗ dựa. Chỗ dựa cũng đúng rồi. Vậy thì em nghĩ không phải là chỗ dựa đó, tại vì giờ em tự dựa em rồi. Mà em phải làm sao để khi mà sau này mà người ta không chung với mình nữa, mình đều biết chính xác được chi tiết những cái bước đi làm sao. Rồi đó, ước mơ nhỏ nhoi của Chấm là vậy thôi. Ước mơ như vậy ha. Chị tham gia chương trình, chúc em thực hiện được ước mơ của em càng sớm càng tốt, và chúc em gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.